Rồi, Dũng của đất Phú Yên xin chào hết tất cả những anh em đam mê chim cu gáy. Hôm nay mình sẽ đưa lên cho anh em xem một con thổ bào nha nè, mọc hậu. Con này là tóm nó ở núi Hoàng Phát đó nha nè. Thì cái dòng thổ bào này ấy, thì không những là tiếng nó hay, tiếng nó ác, mà con chim này nước rất là gớm nha nè. Bộ cưa một con chim này nè, ở trong máy á, mình không biết là anh em có thấy rõ hay không, thì mình cố gắng mình quay. Đa số là nó là cùm đỏ nha nè. Ví dụ như bộ cùm đó, 10 cái cùm trắng á, là ví dụ như nó đã 8-9 cái cùm đỏ rồi. Đó. Và bộ lông con chim này là rất đẹp nha nè, lông cái tròn, nó mo lên và học dầu đen chập chững nè anh em. Con này thì một con chim càng ở ngôi rất là hay rồi, chạm rất nhiều rồi, vào lập lé thì nó gù, nói chung là bao nhiêu chiến là khiếp rồi nha anh em. Xong rồi là cuối cùng là phải tóm nó bằng lòng gáo nè nha anh em, còn lòng lé là khó lắm nha anh em. Thì một con chim rất là sát bội. Bắt con chim này mấy chuyến sâu á, lên mà tóm được nó đó nha anh em. Mọc hậu, tam giọng là thổ bào. Tiếng thì dữ nha anh em. Thù thở thì thôi, thù thở nó thì đừng có bàn tới nữa nha anh em. Thù thở thì khủng khiếp. Nếu mà con chim sâu này, tập chân nè anh em, nếu mà con chim sau này đỡ lên đứng lòng lẻ dựng giang đi chơi bên bỉ bắt ở rừng già vừa nữa, cộng với tiếng thổ bào mọc hậu, nước non hay, dặm có, lèo có, thì anh em dựng giang nuôi, mình sẽ đỡ cho anh em con chim bằng cái tâm nha anh em. Sau này vừa anh em nuôi không có tốn thời gian mà dọn phân hay là đại thóc cho anh em đâu. Đây, nuôi một con chim chế độ rất là giản dị thôi nha anh em. Đơn giản để anh em sau này nuôi con chim bên, không có ép. Thì con này mới bắt nửa tháng thôi. Đó, nửa tháng thôi nha anh em. Nhưng mà chững chạc rồi, thù thở ác, ăn lúa tốt, đi phân thì ok rồi. Nói chung là bờ anh em muốn nuôi kiểu gì anh em nuôi, đặt dành ở đời đó, kiếm một cái lồng thiệt đẹp, nuôi. Sau này là anh em thời gian á, nó nói chừng nào nó nói á, thì anh em đào tạo lên anh em chơi. Con này thì cái sai lông mà sau này mà đỡ lông nhữ mà anh em sẽ bỏ nó ấy, thì phải có cái sai riêng à, đặt những người thợ làm á riêng à. Để con mà nếu mà chung chung thì nhốt không mà hết cái con chim này đâu nha anh em. Ngực to, dàn lông dây, anh em coi cái lưng nó nè, nha nè, gù lên luôn, dài dài cái gam này. Còn đặc biệt bộ cùm đó ấy, không những là bộ cùm đỏ ác mà nó kiềng xuống ở dưới ngực á, anh em xem nè, nó lọng tới trước luôn nha nè. Quá dữ nha nè, quá dữ. Thì anh em mà có điều kiện á, vườn rộng á, hay là có những cái lồng nuôi đẹp đẹp, anh em cứ vờ anh em bỏ đó, mình cũng ăn lúa thôi thì nó dở lắm, anh em bỏ hũ cát và hũ lúa vậy nè, nó ăn thì từ từ nó thích nghi rồi nó bùng lên, anh em chơi cho chắc cho bên, cũng không cần phải vội nha nè. Đó, một cườm này đề số là cườm đỏ không nha nè, thì quem đóng đậm sâu khủng khiếp nha nè. Nó mà thay một lớp rong rừng rồi á, nó chịu rồi á, nó bùng lên rồi á, thì nói với anh em là nó sẽ to hơn nữa, nó nửa chim hơn nữa, và nó sẽ nhìn nó ác hơn nha anh em. Quét cường khủng khiếp con chim nha nè. Đường gù nó thì thôi,
nó lết nó gù, là nói chung là con chim này nó gù mấy chiếm lòng lẻ rồi, nó gù tàn sát nha anh em, đường gù nó kinh khủng rồi. Về nước thì có, anh em nuôi sau này sẽ biết, lên mồi rồi thì anh em tha hồ á mà anh em chơi nha anh em. Rồi mình cũng nói hết về nó rồi, anh em muốn tìm một con đỡ móc đó, khi nào nó nổi lên anh em tập chơi làm bà bối và sau này giao lưu với anh em á, đằng lòng lé rồi đó thì anh em sẽ có một chim sát thủ anh em chơi nha. Rồi anh em thích alo mình giao lưu cho anh em, nó khủng lên ác nha nè. Rồi chào anh em, anh em nào cứ thiện chí là alo cho mình sẽ gửi đến nơi cho anh em. Rồi chào anh em nha.